Thưa quý vị và các bạn, năm 1995, Hội Nông dân xã Nghĩa Thịnh, huyện Nghĩa Đàn thành lập tổ tín dụng nông dân, huy động tiền gửi rồi cho vay lấy lãi. Thời điểm đó rất nhiều người đã tham gia gửi tiền, nhưng do công tác quản lý yếu kém nên chỉ mấy năm sau khi thành lập, tổ tín dụng nông dân đã bị vỡ nợ. Tuy nhiên đến nay đã hơn 20 năm trôi qua, nhưng hàng chục hộ dân vẫn không thể thu hồi được cả vốn lẫn lãi. Trong lúc chính quyền địa phương thì bất lực và cũng không thể xác định được trách nhiệm. Phản ánh của phóng viên thời sự. Năm 1995, theo lời kêu gọi của tổ tín dụng nông dân xã, huy động tiền gửi để lấy tiền cho các hộ nghèo vay vốn phát triển kinh tế, gia đình ông Tạ Quang Hiệp ở xóm 1 đã gửi vào quỹ này 2 sổ tiết kiệm với gần 10 triệu đồng tiền gốc. Đến khi chốt sổ vào năm 2004, thì số tiền cả gốc lẫn lãi của ông Hiệp lên đến trên 30 triệu đồng. Tuy nhiên từ đó đến nay, số tiền này chỉ còn là những con số trên những cuốn sổ nhận nợ của quỹ và nó đang ngày một cũ đi theo thời gian. Thì lên là xã gọi lên để đổi sổ, nhưng mà từ khi ấy cũng hứa trả bao nhiêu lần nhưng mà cũng không có lần nào giải quyết được cả. Năm ngoái chúng tôi làm đơn cùng sự đi nhờ bên pháp lý trợ giúp, cùng xuống huyện đi tòa án, nhưng mà vừa rồi đấy cũng có hứa để giải quyết, thực tế là cùng đến bây giờ cũng chưa có cái kết quả gì cả. Cùng hoàn cảnh với ông Hiệp là 15 hộ gia đình khác trên địa bàn xã Nghĩa Thịnh. Theo các hộ gia đình nơi đây cho biết, với số tiền hàng chục triệu đồng đối với một gia đình nông dân hồi đó là rất lớn. Để có được số tiền để gửi vào quỹ tín dụng nông dân xã, nhiều hộ đã phải bán đất, cho bò và nhiều tài sản giá trị. Theo văn bản tại cuộc họp bàn giao vào tháng 4 năm 2004, số tiền mà tổ tín dụng nông dân phải trả cho 15 hộ dân là hơn 185 triệu đồng. Tuy nhiên đến nay, các hộ dân này chỉ nhận được những lời hứa từ chính quyền địa phương, nhưng lại không biết đòi ai. Vì các thành viên của quỹ, giờ đây người thì đã mất, người thì đã chuyển công tác. Cùng đồng viên và tôi cùng kêu gọi nói là coi như gửi thấy cái khác, và tôi cũng là bò này con tú con mẹ nói cho con đứa nhỏ cùng nhìn ăn nhìn mặc cùng để ra cháu để cha mẹ đau ốm chết cháu cứ làm cái nhà cái cửa để kiếm một đồng để mà thêm vô đó là ý bà tôi nữa chứ không phải giao cỏ chứ để mà gửi mô thức tinh nữa. Chúng tôi cũng đã nhiều lần chỉ đạo là hội nông dân cứ theo mùa vụ mía thì để họp bà con này đó, trước hết là làm công tác tư tưởng đối với hồ vay đó, còn mời hồ nợ lên để chúng ta tiếp tục thu hồi cho bà con, mặc dù được ít nhiều chứ đó, nhưng bà con thấy đã có khởi đầu đó, nhưng mà trong quá trình thu thì cũng hiệu quả rất thấp, vì nói về hội nông dân thì chế tài không có, cho nên việc mà để cưỡng chế là rất khó. Theo lý giải của chính quyền địa phương, số tiền này không thể trả được cho dân vì không thu hồi được tiền nợ đã cho các hộ dân khác vay. Mặc dù vậy, theo hồ sơ thì chỉ có khoảng 1/3 số nợ là cho các hộ cá nhân vay, còn lại đều do tập thể đứng tên vay. Trong đó, Ủy ban Nhân dân xã vay 68 triệu đồng, Hợp tác xã vay 71 triệu đồng, Dự án điện vay 3,3 triệu đồng. Điều đáng nói là hiện nay, món nợ này đang được xã bàn giao từ thế hệ trước cho người kế nhiệm. Còn với người dân thì vẫn không được trả lại tiền. Theo tôi nghĩ, đây là một cái việc làm nó xảy ra quá lâu và kéo dài. Mà trách nhiệm cấp ủy chính quyền ở tại xã Nghĩa Thịnh là phải vào cuộc. Thì phải nên thành lập cái ban chỉ đạo thu nợ này, cũng phải là có cái thời gian dứt điểm để rồi không để cái vụ việc này kéo dài. Được biết tổ tín dụng nông dân xã Nghĩa Thịnh hoạt động trên cơ sở có đầy đủ con dấu và tư cách pháp nhân, chịu trách nhiệm trước pháp luật. Vì vậy, tại sao đã hàng chục năm trôi qua, trách nhiệm với quyền lợi của người dân vẫn không được xử lý dứt điểm, trong khi các hộ dân này đã có đơn thư gửi đến các cấp như Ủy ban Nhân dân huyện, Tòa án Nhân dân huyện Nghĩa Đàn và các cơ quan chức năng khác.